Em xin chào cả nhà nhá, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Dân Ở Nhật. Vẫn như thường ngày em sẽ lên tiếp mẫu máy giặt nữa cho các bác nhé. Hôm nay là một mã máy giặt mà cũng là rất nhiều người sử dụng và cũng rất nhiều người là nhắn tin cho em lên video clip nha các bác nhé. Con này của nó là mã máy 11 cân. Với máy 11 cân mà có mã mà VX8007 thì những con như này thì bên em đã bán rất nhiều và em cũng lên video rất nhiều cho các bác rồi. Panasonic VX8007 nó sản xuất 2017-2018, máy 11 cân và sấy 6 cân, hàng Nhật nội địa, dùng cho gia đình từ 3 đến 7 người nha các bác nhé. Con này thì các bác có thể là giặt được những cái chăn nhỏ hay là những cái chăn ga gối đệm mỏng nha các bác nhé, để nó sẽ giúp cho gia đình mình có thể là có cái không gian giặt là rộng hơn một chút. Thường thường như các bác giặt cái máy 9 cân thì con này nó là máy 11 cân. Ở đây các bác, đây em sẽ đi vào chi tiết thôi nha. Panasonic VX8700L này có đầy đủ các tính năng này, có thể điều chỉnh giặt được nước nóng từ 15 đến 60 độ, màn hình LCD lớn này và có đầy đủ các tính năng như giặt thường, giặt sấy và sấy không, phím bật, tắt và khởi động. Màn hình LED này thì các bác có thể là điều chỉnh được nhé. Ngoài ra nó đầy đủ các tính năng tự động vệ sinh dàn này, giặt chăn này, giặt theo tiêu chuẩn của Nhật này, giặt chăm sóc nhẹ nhàng, giặt sấy khử khuẩn này. Đấy là bên em sẽ có bản hướng dẫn bằng tiếng Việt cụ thể các tính năng cho mình bên mình nhé. Hàng Nhật nội địa, dùng khá là bền và tốt. Các bác nào biết là cái thương hiệu Panasonic là nó chạy rất là tốt luôn và bền luôn. Ngoài ra thì nó không bao giờ nó bị lỗi vặt. Những cái con máy giặt ở bên nhà em, các bác theo dõi cái clip nhà em thì máy giặt về mênh mông rất nhiều. Mà em lên thì lần nào em lên thì còn nhiều video, và thời điểm này là bắt đầu vào mùa đông ở ngoài miền Bắc này nên là rất nhiều người mua. Nên là các bác những cái mã nào VIP thì các bác nhanh tay săn cho em nhé. Ví dụ như con này thì bên em hiện tại đang giao ra khoảng tầm độ 20 triệu VX8007, bán ra bảo hành 15 tháng, miễn phí ship và lắp đặt trong vòng 100 cây. Có đầy đủ các tính năng Eco Nano khử khuẩn và công nghệ sấy block, sấy điều hòa, sấy chống nhăn, là công nghệ sấy hiện đại nhất trên toàn thế giới và Việt Nam mình chưa có nha các bác nhé. Đấy, đây em sẽ đi vào bên trong nó này. Spinelling là công nghệ giặt đập 3D này các bác này. Đấy. Đây là con máy VX8007, em cũng đã vừa giặt test ok rồi. Đây các bác nhìn thấy phần gioăng giếc của nó là xanh LED nhé, không có một chút nào là mốc meo gì này. Lồng kim cương 3D, thiết kế 3D nhân tạo giúp giặt sạch hơn, giặt đập đa chiều sạch hơn rất nhiều nhá. Hệ thống tuần hoàn sấy là nhìn rất mới luôn, các bác nhìn thấy phần bên trong nó đây. Đấy. Phần bản lề này gần như không có một chút xét gì nào ạ. Panasonic VX8007, hàng Nhật nội địa. Đấy, các bác nhìn thấy phần bên trong nó nhá. Còn sẽ cái phần hai phần hông sườn bên ngoài này, hai hông sườn bên ngoài này thì gần như không bị xước sát gì. Cái chất hàng em bọn em mua lựa chọn từ Nhật về và được đảm bảo là từ hàng này là đảm bảo là chạy yên tâm và chất lượng là từ Nhật nhé, hàng zin nguyên bản là sẽ không bao giờ bị sửa chữa hay là bị thế nào cả. Hàng về là mua về chỉ có vệ sinh qua là bọn em bán thôi. Đây là phần đằng sau nó nhé. Phần đằng sau này thì em đã cho nó tầm được 9 điểm rồi. Đây, phần đằng trước này thì các bác nhìn, các bác có thể đánh giá của em nhé. Vì hàng máy thì hoạt động rất là trơn tru và dễ sử dụng. Đấy, các bác có thể điều chỉnh được nước nóng này và bỏ nước nóng này, giặt thường này, giặt sấy này và sấy không này, sử dụng rất dễ dàng thôi. Và mình ta ấn start khởi động. Đấy, thì như thế là nó chạy theo hết một chương trình. Các bác giặt theo một lần thì lần sau nó sẽ tự động, nó sẽ nhớ nhá. Nhớ theo chương trình mình đã dùng mà nó sẽ chạy theo chương trình mặc định của mình cài đặt lần trước. Các bác nào mà ở Hà Nội thì có thể qua xem nhá. Em ở địa chỉ là số 68C, ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội ạ. Các bác nào ở xa thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhá. Qua số Zalo và số điện thoại của em là 0937445330. Hai số đấy em đều dùng Zalo nhá. Panasonic VX8007, bên em giao 20 triệu, bảo hành 15 tháng, hàng zin nguyên bản, miễn phí ship và lắp đặt trong vòng 100 cây ạ. Em Dân Ở Nhật xin chào cả nhà nhá, hẹn gặp lại các bác.